Nhóm thanh niên Việt Nam gây phẫn nộ khi mang loa kẹo kéo lên tàu điện ngầm của Nhật Bản. Có lẽ chưa bao giờ những hành động xấu xí, thiếu văn hóa của người Việt tại nước ngoài lại được báo chí nhắc đến nhiều như thời gian gần đây. Đặc biệt trong số đó, rất nhiều vụ việc lại xảy ra ở Nhật Bản, một đất nước phát triển nổi tiếng có đời sống văn minh, kỷ luật. Tối ngày 31 tháng 12 năm 2021, một đoạn video dài 34 giây ghi lại cảnh một nhóm bạn trẻ người Việt Nam đi chơi giao thừa đã mang theo một chiếc loa lớn lên tàu điện ngầm Sakura Jicho thuộc thành phố Yokohama của Nhật Bản, đang khiến netizen phẫn nộ. Hai người đấy là Nhật Bản. Mặc dù việc các bạn trẻ hòa bình cùng không khí vui tươi đón Tết trên đất khách xa quê là một điều tốt, đáng trân trọng. Thế nhưng, mang cả loa lên tàu điện ngầm đang chật kín người, mở hết âm lượng, đã thấy còn mở bài Tết của Việt Nam, tìm lại bầu trời và hát nhạc rất to, khiến cho không ít người xem video cảm thấy bức xúc trước hành động có phần gây xấu hổ trên. Clip và nội dung chia sẻ trên đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Mặc dù phần dưới bình luận, nam thanh niên đăng tải đoạn clip đã đính chính lại là xin phép mọi người trong toa tàu trước khi bật nhạc. Tuy nhiên, đa phần các cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ và chán nản trước cách ứng xử của họ tại nước ngoài. Làm ơn các bạn dù có vui đến cỡ nào, xin hãy giữ đúng ý thức nơi công cộng và đừng làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Những hành động dù nhỏ thôi cũng đem lại ấn tượng xấu, không phải mỗi mình bạn, mà nó đánh giá cả một tập thể. Nói thật là ở Việt Nam tôi còn ghét chứ đừng nói ở Nhật, chỗ công cộng ô nhiễm tiếng ồn chưa đủ à. Mỗi người có cách tận hưởng khác nhau nên hãy tôn trọng không gian chung và riêng của người khác dùm. Hiện tại ở Nhật Bản, rất nhiều người Việt Nam đang cố gắng phấn đấu lao động, học tập một cách chân chính. Những tấm gương đẹp ấy mong muốn sẽ giúp thay đổi cái nhìn của người Nhật về người Việt. Còn bạn nghĩ sao về hành động trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video này nhé! Các bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!